Việc sở hữu một chú cá piranha là hợp pháp ở một số nơi, nhưng nếu thả chúng về với môi trường tự nhiên thì rõ ràng đây không bao giờ là một nước đi hay ho. Có lẽ nó là ho ra máu luôn các bạn ạ. Vì loài cá này có thể sẽ đi tấn công những động vật khác. Hình dạng răng của loài cá piranha thường được so sánh với lưỡi kiếm, và rõ ràng những chiếc răng cũng được điều chỉnh cho phù hợp với chế độ ăn thịt của chúng. Cấu trúc men răng của loài cá này trên thực tế lại tương tự như loài cá mập. Răng cá piranha nguy hiểm như thế nào? Cá piranha được biết đến với hàm răng sắc bén như chiếc dao cạo và bám rất chặt. Từ piranha được dịch theo nghĩa đen là cá răng trong ngôn ngữ Tupi của người Brazil. Con trưởng thành có một hàng răng lồng vào nhau nằm dọc theo hàm. Chu piranha, tức những loài cá piranha chính hiệu sẽ có răng 3 mảnh. Có thể dễ dàng thấy những chiếc răng và phần thân ở giữa, dài khoảng 4mm.